10.000 quả đước đã được 100 tình nguyện viên đưa vào trồng trên diện tích 2 hecta dọc ven biển khu vực đầm Bấy. Chi cục biển và hải đảo Khánh Hòa cho biết, số đước này được lấy từ rừng ngập mặn của xã Ninh Lộc, thị xã Ninh Hòa. Để cây đước trồng ở rừng ngập mặn đạt tỷ lệ sống cao, chi cục đã giao cho các hộ dân sinh sống trên đầm chịu trách nhiệm trông coi quản lý. Hoạt động này nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cộng đồng đối với biển đảo trong điều kiện biến đổi khí hậu đang diễn ra phức tạp như hiện nay. Việc khôi phục và trồng mới rừng ngập mặn tại vịnh Nha Trang được thực hiện từ năm 2002. Đến nay, khu vực này đã có hơn 10 hecta rừng ngập mặn, trong đó 7 hecta là do Ban Quản lý Khu Bảo tồn biển vịnh Nha Trang tổ chức trồng và chăm sóc.